Đây, ở đây là một cái khơi vắng vẻ nè. Đây là những con chó chú nuôi nè, giờ nó chạy chơi vòng vòng nè. Rồi một lát nó chạy về, chú nuôi cũng cỡ gần chục con. Cái coi tài trợ chú, cái lượng bắt chó của chú Ly chú đau lòng quá con ơi. Có 6-7 con ngủ nghỉ à. Bây giờ nó ra điều kiện thứ hai là nó bắt. Ủa mà bên đâu bắt chú? Bên từ thiện hay là bên thú y vậy? Bên cái thằng ngoài là phỏng vấn á. Anh nói là bây giờ việc may không có tới 2 lần. Nếu mà chú không cho đi á thì người ta không có tài trợ. Đó, chú phải đưa nó đi. Nhưng mà con thấy nuôi cũng khỏe mạnh mà, cái đâu có ốm yếu gì đâu. Thì đó, chú vẫn nuôi được vài chuẩn cái số nuôi mười mấy năm nay rồi. Dạ đúng rồi, thì cái đó quan trọng quyền quyết định của chú thôi. Thì đã chú quyết định là sáng chú nói là thôi bây giờ chú suy nghĩ nó không cho nó, không biết tại vì ai. Tại vì chú cứ nuôi thì tất nhiên là cũng sẽ có người giúp đỡ chú thôi à. Dạ. Dạ. Rồi thường nó ăn gì chú, nó có ăn mấy cái hạt không hay là nó ăn thịt không? Cho cái cá chú phú, chú mua cá xô cá này kia, chú đi bán chú mua mấy đồ rẻ lắm không? Dạ, vậy là nó không ăn mấy cái hạt của chó hả? Sao? Còn nó ăn quen cơm nào giờ rồi. Dạ. Cơm với bún thì nó ăn thịt cá, nước cá. Chú năm nay là 76 rồi. 76. Dạ. Mà hồi nãy con nghe có cái cô kia nói là không bữa nay chú không đi. Không, rồi nhỏ chú ở chịu một ngôi ra. Không, nhưng mà nãy con nghe nói là chú không ra mấy ngày nay không đi đúng không? Hả? Mấy ngày nay chú không có ra ngoài đường phải không? Có chứ con, chú vẫn đem cơm đi cho chó mèo người ta nè. Ngày nào dạ. Sâu đi đó, đem cơm cho chó mèo người ta. Ở đây là cái ruộng ruộng nó nuôi không có cho ăn. Ở đây là nuôi gì chú? Ruộng này nuôi gì? Cái là ao cá. Cái là ao cá người ta. Bây giờ chú đang ở đâu chú? Ở cột chặt cầu trắng đi qua khỏi chuồng bò đó. Là cái cầu trắng ở đây đi cầu vô. Trắng là cái đường này nè, đó. À, xong rồi trắng, đi vô thẳng. Vô qua có chuồng bò. Tới chuồng bò. Đi qua chuồng bò chừng 100 mét rồi tới chỗ chú ở. Dạ. Cái chòi lá. Qua chuồng bò bên tay phải hay trái chú? Qua chuồng bò bên tay trái. À, bên trái luôn à, là lên hướng chuồng bò luôn à, qua là... chuồng bò đi chừng 100 mét thì con thấy á, có cái cây gãy chỉ về con vẹo vô cái hẻm đó, cái đường đó vô ở đó chỉ có 3 căn nhà. Rồi hỏi ai chú? Thì con hỏi chung quanh đó, hỏi cái ông mà căn bìa đó, hỏi cái ông già bán giấy số là ai cũng biết hết trơn. Dạ, dạ. Chú bán giấy số. Dạ. Rồi à. chú tên đầy đủ là gì? Hả? Chú tên gì á? Chú tên đầy đủ. Úc. Trên giấy tờ là Trần Văn Đức. Dạ. Sinh năm 3 tháng 5 1949. Dạ. Thì năm nay 76 tuổi đó. À, vậy là mà cái chỗ đó như là người ta cho ở tạm hay là sao chú? Tạm thời gian sao bác đó thì phải đi thôi con. Dạ, chỗ tạm thôi chứ nào người ta bán là mình đi. Đó là con báo rồi. Để dạ. Chú quên lại chú có thời gian đó để chú chuẩn bị đi đó. Dạ. Chứ ngoài ở đây là ăn cắt mặt bền đâu. Mà tại chú già chú bệnh quá người ta thương thôi, thôi giờ chú gán kiếm đi. Chứ giờ còn mặt con bắn đất rồi. Rồi cái ao cá chơi có cái chòi chính giữa vậy đó. Không có người, có mình chú ở trong đó à. Chạy vô mình gặp. Ở phía cây gãy thì bên đây trái có một cái con đường nhỏ, đá không à. Mình chạy vô. Mình chạy sâu vô cuối đường luôn, từ cái cây gãy chạy cuối đường luôn, mình sẽ gặp được cái chòi của chú Út. Đó, mình vừa mới vô là mấy chú đã chào hỏi rồi. Trước có một con nai chắc của chú nuôi, bắn nó kêu lại. Chú nuôi mèo nè, đầy đủ hết. Nhưng mà những cái vật dụng thì nó rất là ghê. Bị dơ rồi đóng móc rồi. Đây có hũ chanh muối luôn. Rồi đũa, chén gì, hành những vật dụng. Có con mì bị rớt đây nè. Một cái trứng rồi. Ở đây là đất người ta. Đó, nó thấy nó
chỗ chú ở đây. Chú có thờ một tượng Ba La mà bị một cái đầu rồi. Chú cứ ngủ đại đây nè, ngủ cái chỗ ngủ nè, đại tắm bờ là anh em sẽ được không? Coi như là ngôi nhà không có gì hết. Như mình nhìn toàn cảnh ngôi nhà này. Quá nhiều giống như một cái vùng biển vậy đó. Nằm giữa cái đồng hoang mà. Ở đây là đất của người ta cho ở nhờ. Ta nói là trong vòng 2 tháng nữa người ta bắt phải chuyển ra. Rồi, mà bây giờ ta cũng đã 1 tháng rồi. Đây cái nước thơm nấu trà. Nói chung vật dụng nào cũng dơ hết. Có chú mèo nằm yên để ngủ. Lẻ loi trong cái căn nhà hoang ở đây. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 mà cái người dân ở ngoài từ đầu đường quê rất là xa, người ta cũng không có thấy chú ra, tại vì mấy ngày nay chú bệnh. Kia cũng có một chú mèo đang đi nè. Ở mấy chú chó, chú mèo này hay lắm. Đây đằng kia là ngồi trên kia. Trên đây hai chú nằm nè. Ở nhà thì không có cần cửa nha quý vị. Ai có chỗ nào để cho chú ở đất hoang cũng được. Thì để chú nuôi. Chú vừa nói là xa mấy con này thì cũng có khóc rồi, tại vì người ta đòi đưa đi là để giúp đỡ chú là không cần phải nuôi nữa. Thì cái cầu đi ra bờ sông chắc là để cho cá ăn, đây là hồ nuôi cá của người ta. Người nuôi cá chê thấy xác chết của các loài động vật nằm ở trong những cái thùng